Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 137 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc dài tập Độc bộ thiên hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy một chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi tập 137 Độc bộ thiên hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Phượng Yên Nhu nghi hoặc nói với Diệp Phúc rằng tòa hoàng lăng này giống như một tế đàn. Hơn nữa, những cấm chế này được bày ra cũng để hút lấy tinh khí máu tươi của những kẻ tự ý xâm nhập, dường như chính là lấy những kẻ xâm nhập đem làm tế phẩm vậy. Diệp Phúc nghe nói như thế, không thể không nghi ngờ. Mấy người bị chết vừa rồi toàn thân tinh huyết tu vi đều bị cấm chế hút cạn, dung nhập đến bên trong long mạch. Đây đích xác giống như Thang Hoàng Lăng bắt những người đột nhập biến thành vật tế phẩm để đem đến tế điện Thang Hoàng như bình thường. Nhưng tiến vào trong hoàng lăng này, không phải là chỉ có chúng ta mà còn có nhân hoàng thánh chủ. Nếu như thực sự Thang Hoàng Lăng này là một tế đàn như lời đồn, chẳng lẽ lại còn có thể tế sống những nhân hoàng thánh chủ này hay sao? Diệp Phúc cười nói, có những người này nếu như trời có sụp xuống thì đã có họ đỡ rồi. Muội tử, cha muội học cứu thiên nhân, tu vi còn ở trên muội, ông ấy không thể không nhìn thấy điểm này. Nếu thật sự có điều gì kỳ lạ, ông ấy tất nhiên sẽ có phòng bị. Phượng Yên Nhu gật đầu. Nàng cười nói, những việc này cha muội đã giao cả cho muội rồi. Nếu có ông ấy ở đây, cấm chế sẽ không thể làm những điều này. Tuy nhiên, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Yên Nhu, tu vi của muội sắp đặt đến hợp thể kỳ, tuy rằng tinh thông cấm chế, nhưng ở trong phiến hoàng lăng này chỉ sợ không có đủ sức mạnh tự bảo vệ đâu. Huynh đến trợ giúp muội một tay, truyền thụ cho muội Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền tầng thứ 7, sau đó nâng cao năng lực, giúp muội tu luyện đến Tam Dương Cảnh. Rồi Diệp Phúc không nói vòng vo nữa, một chỉ điểm ngay vào mi tâm của Phượng Yên Nhu, trực tiếp đem hết thảy Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền truyền thụ cho nàng. Hắn đã từng truyền thụ cho Phượng Yên Nhu Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh, chỉ là tâm pháp cơ sở của những Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền. Tâm pháp khác nhau nên không thể chuyển tu vi qua được. Diệp Phúc vẫn chưa tu luyện qua tâm pháp Thiên Yêu Cung Hy Hoàng nhất mạch, bởi vậy không thể nào nâng cao năng lực truyền thụ tu vi cho Phượng Yên Nhu. Tuy nhiên Diệp Phúc đã luyện được Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền nên có thể chuyển hóa tu vi. Hơn nữa, Phượng Yên Nhu có nền tảng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, giờ phút này lại tu luyện môn cấm pháp này, hắn liền có thể mạnh dạn mà làm. Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền có được công hiệu luyện hóa công lực của người khác. Muội bảo nguyên thủ nhất, toàn lực luyện hóa tu vi của huynh truyền thụ cho. Quanh thân Diệp Phúc khí huyết bốc lên giống như biển rộng. Phía trên biển rộng, một đạo tinh khí như cái cột phóng thẳng lên cao. Đột nhiên cột tinh khí hóa thành một bàn tay to úp lên trên đỉnh đầu của Phượng Yên Nhu. Tinh khí như sóng chiều điên cuồng tuôn chảy vào trong cơ thể của Phượng Yên Nhu. Từ lúc hắn và Phượng Yên Nhu rời khỏi Ân Khư, lúc đó cô gái này đã tu luyện đến Tam Dương Cảnh Dương Thần đỉnh cao. Sau khi trở lại Thiên Yêu Cung, yêu chủ tẩy tủy phạt kinh cho nàng, dùng thiên địa nhị sát giúp cho nàng tu thành thuần dương nguyên thai, thành tựu đại vu. Mấy năm nay tu luyện tốc độ của Phượng Yên Nhu có thể nói là rất nhanh, chỉ vài năm ngắn ngủi đã tu luyện đến Nguyên Thần Kỳ, khoảng cách đến Hợp Thể Kỳ chỉ còn một bước xa. Nhưng khi tinh khí Diệp Phúc vọt tới, vẫn khiến cho nàng có chút ăn không tiêu. Tinh khí của Diệp Phúc giống như đại triều thổi quét chảy vào thân thể của nàng, ở trong cơ thể ấy sóng chiều nâng lên, không ngừng tấn công rửa sạch tất cả mọi ngóc ngách trong thân thể của nàng. Tu vi của Diệp Phúc truyền cho nàng so sánh với tu vi tự thân của nàng quả thực khổng lồ không thể tưởng tượng, khiến nàng chỉ cảm thấy giống như mình rơi vào trong biển rộng, mà trong biển rộng ấy nàng chỉ là một con thuyền bập bềnh phiêu du trong mưa gió mênh mông. Đột nhiên chỉ nghe một âm thanh trong suốt, nguyên thần của nàng không tự chủ được bay vọt ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một con hỏa phượng, quanh thân tràn ngập cửu đại thần hỏa, dương cánh bay lượn, cánh chim rực rỡ, đốm lửa lấp lánh. Tinh khí của Diệp Phúc truyền được đến nàng luyện hóa, khiến cho nguyên thần của nàng không ngừng trưởng thành, điên cuồng nâng cao. Chỉ sau một lát đã trực tiếp đạt tới Nguyên Thần Kỳ đỉnh cao. Nguyên thần và thân thể của nàng đột nhiên tương dung trong nháy mắt, tu vi đã nâng cao không dưới 10 lần, bước vào Hợp Thể Kỳ. Cùng lúc đó, tinh khí của Diệp Phúc truyền đến càng thêm mênh mông hùng hậu, ép cho tạp chất bên trong thân hình của nàng pang pang phá nát, hóa thành dòng khí bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Tu vi của nàng hiện tại đang điên cuồng tăng trưởng, nhanh chóng thúc giục Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền luyện hóa tinh khí đang chen chúc nhau mà đến. Diệp Phúc dốc toàn lực đưa tu vi của nàng tăng lên tới Hợp Thể Kỳ cửu phẩm đỉnh cao, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn lại lấy ra Bỉ Ngạn Hoa, trực tiếp mở dược lực dung nhập vào trong cơ thể của Phượng Yên Nhu, trầm giọng nói: "Đây là một của cửa ái rất khó khăn, rất khó mà vượt qua trong Tam Tương Cảnh Pháp Tướng Kỳ, cần lượng tinh khí nhiều không thể tưởng tượng, nhất là Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân lại cần tu vi rất rộng, không thể một lần là xong được. Yên Nhu, muội tiến vào trong Càn Khôn đỉnh của ta, cẩn thận luyện hóa tinh khí." Diệp Phúc không phân trần tế khởi Càn Khôn đỉnh, đem cô gái thu vào trong đỉnh, dừng lại ở trên đại lục trong đỉnh. Phượng Yên Nhu phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đỉnh này tòa đại lục rộng đến mấy ngàn dặm, xung quanh tràn ngập tinh khí của Diệp Phúc vô cùng vô tận. Nàng vội vàng ngẩng đầu, dịu dàng mà nói: "Sư huynh, thành tựu Tam Tương cần tinh khí nhiều lắm, muội có thể tự mình tu luyện, huynh để dành tinh khí cho mình đi." Diệp Phúc cười nói: "Giúp muội tu thành Tam Tương Cảnh, nhiều nhất hao tổn 1% tu vi của ta thôi. Yên Nhu, muội hãy toàn lực luyện hóa tinh khí của ta, tới Tam Hoàng Lăng còn cần lực lượng của muội phá cấm, mà ở trong những thung lũng này chỉ cần không có cấm chế, có thể so với nhân hoàng, còn lại không ai làm gì được ta đâu." Vô cùng vô tận tinh khí chen chúc nhau chui vào trong cơ thể của Phượng Yên Nhu, giúp nàng hướng Tam Tương Cảnh Pháp Tương Kỳ mà tiến tới. Tu vi của yêu tộc nếu như so sánh với đại vu nhân loại ngang cảnh giới thì hùng hậu hơn rất nhiều. Linh khí cần để nâng cao cảnh giới cũng vượt xa nhiều lần so với nhân loại đại vu. Nhưng Diệp Phúc tu luyện Bàn Vương Khai Thiên Chân Kinh như biển thu nước của trăm sông, tu vi hùng hồn vô cùng, mạnh mẽ gấp trăm lần vu sĩ cùng cảnh giới. Bởi vậy, nâng cao tu vi cho Phượng Yên Nhu với hắn thì không có gì là khó khăn. Hắn lại có Phương Trượng Tiên Sơn, tu vi tổn thất cũng có thể khôi phục rất nhanh, nên căn bản không lo tu vi hao tổn. Diệp Phúc tay sách đại đỉnh tiếp tục đi về phía trước. Bỗng ầm vang một tiếng, hắn chạm vào một chỗ cấm chế, chỉ thấy một con rồng đá từ trên vách núi đập xuống. Nó há to mồm hướng Diệp Phúc đánh tới. Diệp Phúc nhìn kỹ không thấy đâu, bấm tay bắn ra, con rồng đá còn chưa đến được gần người đã ầm ầm vỡ nát, cấm chế dễ dàng liền bị hắn phá vỡ. Trong thung lũng này, cấm chế bình thường uy lực tương đương với một kích toàn lực của cao thủ Tam Tương Cảnh, nhưng với người có thể so với Đại Minh Tôn Vương đầu sỏ như hắn thì vẫn còn kém khá xa. Hắn một đường đi về phía trước, theo dấu chân các đại thánh địa, thánh chủ, xâm nhập vào bên trong khe sâu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hồ lớn, ánh sáng ở hồ tỏa ra quanh co lởm chởm, ngăn trở đường đi. Nước hồ này tràn ngập dày đặc hàn khí, lạnh đến thấu xương. Vài vị đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa đứng ở bên hồ xem chừng. Những thánh chủ của họ đã muốn đi qua hồ, tuy nhiên bọn họ lại bị vây ở nơi đây. Một gã đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Địa ý đồ bay qua mặt hồ, vừa mới bay đến giữa không trung, đột nhiên thân thể hòa tan, biến thành một dòng nước rơi vào trong hồ, biến mất không thấy đâu nữa. Người này cũng là đại vu Tam Thần Cảnh, tu thành nguyên thần, luyện thành tựu vô cấu kim thân, thần thông quảng đại. Đáng tiếc, nguyên thần của hắn dường như cũng bị lực vô hình ăn mòn, bị hồ nước làm tan chảy thành hàn khí tản mát, hóa thành nước dầm gì mà chảy vào trong hồ. Có người kêu lớn: "Cửu Âm Thánh Thủy, hồ nước này thực tế là Cửu Âm Thánh Thủy nguyên chất." Mọi người đều giật mình kinh hãi. Tiểu Quang Minh Thánh Địa đối với loại Cửu Âm Thánh Thủy này cũng không xa lạ gì. Loại nước thánh này âm hàn, âm độc nhất. Một giọt nước thánh có thể hóa đi một đại vô Tam Thần Cảnh. Trước đây đã từng có một cao thủ ma đạo Tam Tương Cảnh dùng loại nước thánh này luyện khí, luyện ra Cửu Âm Trạc Thần Châu cực kỳ ác độc. Bảo châu này chỉ cần đánh trúng thân thể đại vu, thân thể sẽ bị hóa thành một bãi nước mù. Ma đầu kia và Tiểu Quang Minh Thánh Địa có thủ án, hắn dựa vào miếng thần châu này đã xử lý vài tên đại vu Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Cuối cùng sơn môn hộ pháp Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư phải ra tay để giết chết hắn. Cửu Âm Trạc Thần Châu mà ma đầu kia luyện chế ra chỉ lớn bằng nắm tay, thế mà nơi này không ngờ có cả một hồ nước rộng tới hơn 10 dặm. Cái hồ lớn này đủ để có thể làm tiêu tan lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh. "Chỉ là một hồ nước bình thường, sao có thể làm khó được lão phu?" Một lão già Tiểu Quang Minh Thánh Địa đột nhiên phi thân dựng lên, phía sau hiện ra một pho tượng của Phật Pháp Tướng Kim Thân. Với thân thể tương dung, cổ Phật kim thân đại cước bước ra, vượt qua hồ nước. Đột nhiên chỉ nghe két một tiếng, kim thân của hắn bắt đầu hòa tan, từng giọt kim thủy ở trên người rơi xuống, rơi vào trong hồ nước hóa thành cửu âm thánh thủy. Lão già này chính là đầu sỏ Tiểu Quang Minh Thánh Địa, một bước bước ra hơn 20 dặm, chỉ 2-3 bước là có thể đến bờ bên kia. Nhưng khi hắn mới bước đến bước thứ hai, kim thân hòa tan, kim thủy giống như thác nước theo kim thân chảy xuống. Kim thân của hắn kịch liệt thu nhỏ lại. Khi bước tới bước thứ ba, kim thân vạn trượng của hắn cùng với xương cốt chỉ còn lại có kim quang chói mắt, máu thịt ruột dạ dày tất cả bị cửu âm thánh thủy hóa đi. Lão già này 3 bước đến bờ bên kia, lảo đảo rơi xuống đất, hai cái xương đùi đều bị cửu âm thánh thủy hóa đi, chỉ còn lại có nửa người trên, nhưng trung quy vẫn bảo vệ được tính mạng. Sư huynh của Tiểu Quang Minh Thánh Địa này cũng thường thôi, xem ta vượt qua hồ đây này. Chỉ nghe một tiếng thét dài truyền đến, một bóng người từ giữa không trung bay ngang qua hồ, giống như một đường ánh sáng hướng hồ bên kia bay đi. Người này là cao thủ Thái Thượng Đạo Tông, điều khiển một kiện phu bảo, tốc độ cực nhanh lướt qua. Tuy nhiên vừa mới bay đến một nửa liền thảm kêu một tiếng, vu bảo của hắn bị ăn mòn thành tro, thân thể hòa tan thành nước, tan vỡ ở trong hồ. Ngu xuẩn! Lão già kia hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay khởi động, nửa người phía trên, ánh sáng vàng chói mắt chống xuống mặt đất, hướng về phía trước chạy nhanh tới. Lại có nhiều cao thủ của các đại thánh địa tiến đến, đều thử qua hồ nước này, nhưng chỉ có ít ỏi mấy người có thể vượt qua. Đó đều là đầu sỏ Tam Dương Cảnh, nhưng thân thể và thiên địa pháp tướng đều bị ăn mòn, thực lực tổn hại rất lớn. Một đám tiểu bối không ngờ cũng muốn vượt qua cửu âm thánh hồ sao? Đột nhiên một thanh âm già nua truyền đến, chỉ thấy một lão già cất bước đi trên mặt hồ một cách dễ dàng, chậm rãi hướng bờ đối diện cửu âm thánh hồ đi tới, vừa đi vừa cười nói: "Tiểu bối, hãy trở về đi, nếu không các người sẽ chết hết ở nơi này." Hắn đi trên mặt hồ, chỉ thấy cửu âm thánh thủy không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, nhưng lão già này quanh thân tràn ngập đỉnh văn, chắn lực ăn mòn ở bên ngoài, có bị hồ nước ăn mòn, rơi đi một ít, liền sinh trưởng trở lại một ít, rất nhanh đi tới bờ bên kia. Đại vu tam bất diệt cánh, thân thể bất diệt. Chỉ có tu thành đại vu thân thể bất diệt mới có thể dễ dàng vượt qua cửu âm thánh hồ này. Vừa rồi quanh thân hắn tràn ngập đỉnh văn, chẳng lẽ là cao thủ thế hệ trước của Hạ gia ư? Cao thủ Hạ gia Trung Châu cũng đến đây, không biết Hạ thánh chủ có đến hay không đây. Lão già Hạ gia vừa vượt qua cửu âm thánh hồ, xoay người nhìn mọi người bên kia, đáng lẽ phải đi, đột nhiên lão chú ý tới một bóng dáng mặc áo lam thản nhiên đi tới, tinh quang trong mắt hắn bắn ra, lạnh lùng nói: "Diệp Phúc, Diệp thiếu báo." Diệp Phúc đáp xuống bên hồ, la lên một tiếng, mọi người cuống quýt tản ra, để chừa một khoảng không lớn, không dám đứng ở xung quanh của hắn. Diệp Phúc khậm hực gãi gãi mũi cười nói: "Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào?" "Người không cần biết ta là ai, một người chết sao có thể xứng đáng biết tên của lão phu đấy." Bộ mặt lão già kia lạnh lạnh, cười nhạt mà nói: "Diệp thiếu báo, hôm nay ở cửu âm thánh hồ này, đó là nơi táng thân của ngươi. Có lão phu ở đây, ngươi đừng mơ tưởng vượt qua thánh hồ này." Hắn biết rõ uy danh của Diệp Phúc, Hạ gia tam lão đuổi giết Diệp Phúc, trong đó Hạ Trung Đường, Hạ Từng Đường chết ở trong tay của Diệp Phúc, chỉ có Hạ Minh Đường trở lại Hạ gia, cũng không bị Diệp Phúc. Tu vi của hắn so ra còn kém Hạ gia tam lão, nhưng đó là trước kia, giờ đây chính là lão quái vật thân thể bất diệt. Tuy rằng không thể cùng Diệp Phúc trực diện giao đấu, nhưng nếu Diệp Phúc cố tình vượt qua cửu âm thánh hồ như lời nói, thì có thể mượn uy năng của hồ này đem tiểu ma đầu đánh vào trong hồ, mượn cửu âm thánh thủy luyện hắn hóa thành cặn bã. Độ hồ sao? Ai nói ta muốn độ hồ đấy? Diệp Phúc cười ha hả, sau đầu đột nhiên một bàn tay to giơ ra, phạm vi tới hơn 10 dặm, hướng phiến đại hồ này hung hăng chụp tới. Ai dám chắn đường đi của Diệp mỗ, Diệp mỗ sẽ bóp chết giống như vậy. Để ta đi! Ầm vang một tiếng, một tay cứng rắn của hắn nắm tòa cửu âm thánh hồ kéo ra khỏi mặt đất, dọc ngang 6-70 dặm, mặt hồ càng ngày càng nhỏ lại, cũng là hắn trực tiếp lấy pháp lực luyện hóa mà thu nhỏ lại. Cửu âm thánh hồ càng ngày càng nhỏ, một lúc sau liền thu nhỏ lại, biến thành một quả cầu nước bị Diệp Phúc phong ấn vào bên trong. U Thiên Thần Vương đội cấn thu vào ngọc lầu bảo tồn xuống dưới. Ở bên trong khe sâu chỉ còn lại có một cái hồ lớn. Diệp Phúc nhẹ nhàng bước ra, đi sang bờ bên kia, đứng ở trước mặt lão già Hạ gia, mỉm cười nói: "Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào?" Lão già Hạ gia kia chỉ nuốt nước miếng, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Cửu âm thánh thủy ăn mòn tu vi, ăn mòn thân thể, ăn mòn thế gian vạn vật, ngay cả bất diệt chi bảo để vào trong hồ, sau 1 giờ 3 khắc cũng sẽ bị tan rã thành cặn bã. Không chỉ có như thế, loại nước thánh này nặng một cách đáng sợ. Một giọt nước nặng đến mấy ngàn cân, một hồ nước này nặng gần như tương đương với sức nặng của hàng mấy vạn tòa núi lớn. Diệp Phúc nhất chỉ vu pháp đại thủ, tương đương với một trưởng nhấc thập vạn đại sơn của Hoàng Tuyền Ma Tông lên một nửa, lại dùng pháp lực đem mấy vạn núi lớn luyện thành nhỏ giống như nắm tay. Cái loại pháp lực này mạnh mẽ khôn cùng, lão già Hạ Gia tự thấy còn kém rất xa, trong lòng không khỏi khiếp đảm. Lão phù chính là Hạ Gia. Hắn còn chưa kịp nói ra tên mình, một chiếc đại đỉnh ầm ầm đánh tới, lão già kia sở liệu không kịp, bị Càn Khôn đỉnh nghiền nát tại chỗ. À, vãn bối quên, vãn bối không cần biết tên của tiền bối, bởi vì tiền bối đã là người chết rồi. Diệp Phúc tay xách Càn Khôn đỉnh, cười tủm tỉm mà nói. Lão già kia mặc dù thân thể đã vỡ, nhưng thân thể bất diệt lập tức lại mấp máy, sinh ra cơ thể xương cốt mới, giận dữ mà hét lớn. Diệp thiếu báo, ngươi đừng vội cản rỡ như vậy. Hạ gia thánh chủ ta và nhiều cao thủ đã đến nơi này, ngươi chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Diệp Phúc nhíu nhíu mày, tâm niệm vi động, Càn Khôn đỉnh trong tay càng lúc càng lớn, đem lão già thu vào trong đỉnh, dự định luyện hóa tại chỗ. Lại vào lúc này, đột nhiên một luồng rung động bao la sâu thẳm từ trong khe sâu truyền đến, một thanh âm hùng hậu cười lạnh mà nói: "Đồ nhãi danh, ngươi muốn chết ư? Ngươi dám ngay trước mặt chấm giết chết người Hạ gia, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi đâu." Một bàn tay to trắng như ngọc từ trong khe sâu vươn ra, thẳng tắp hướng Diệp Phúc chụp tới. Hơi thở của đỉnh nhân hoàng đường đường chính chính, lớn vô cùng, bức mọi người trong thung lũng không tự chủ được bay lên. Những hình người nằm răng tay răng chân như hình chữ đại dán vào vách đá phía trên sườn núi. Thậm chí rất nhiều đại vu Tam Dương Cảnh cũng bị Trưởng Phong nhấc bổng lên. Hạ gia thánh chủ cuối cùng đã tới, lại một lần nữa hướng Diệp Phúc mà ra tay. Hạ gia thánh chủ trước đây đã một lần nhằm vào Diệp Phúc xuất thủ, lần đó là ở Hoành Đoạn Sân Mạch. Hạ thánh chủ ở xa Trung Châu vươn bàn tay to đến, vẫn truy kích đến hàng cổ ma vực. Diệp Phúc lần đó tìm được đường sống trong chỗ chết, suýt nữa thì táng mạng trong tay của hắn. Tuy nhiên, lần này Diệp Phúc thực lực lớn mạnh hơn rất nhiều, tin tưởng tăng cao, một tay sách Càn Khôn đỉnh trực tiếp chụp xuống, thu lão già Hạ gia kia vào trong đỉnh. Bàn tay to trắng như tuyết kia đã chụp tới, 5 ngón tay lành lạnh bao phủ toàn bộ khe sâu, chạm vào không biết bao nhiêu cấm chế. Những cấm chế này còn chưa kịp bùng nổ, liền bị năng lượng vô hình ép tới tan vỡ, kêu lên rầm rầm. Bàn tay to của Hạ thánh chủ phía trên vẫn chưa chạm đến long mạch cấm chế, đã bịt kín toàn bộ khe sâu, một tay hắn thăm dò đến. Bàn tay to chưa đi vào, đã có vô số đỉnh văn bao phủ khe sâu, bịt kín tất cả đường lui của Diệp Phúc, khiến cho hắn không còn đường trốn. Trong khe sâu, từng đạo đỉnh văn trải rộng hư không, như rồng như rắn, địch đãng đi lại. Loại đỉnh văn này nếu nhìn thật kỹ, có thể phát hiện chính là vô số tiểu đỉnh rất nhỏ tạo thành, cứ 9 tòa tiểu đỉnh tạo thành một trận pháp, sâu chuỗi lẫn nhau hóa thành hoa văn. Đỉnh văn phong ấn không gian, mặc dù là đại vu Tam Bất Diệt Cảnh, Nguyên Thần Bất Diệt đều có thể bị nhốt chết. Hành động này của Hạ gia thánh chủ hiển nhiên là tính toán một kích giết chết Diệp Phúc, không để cho hắn một cơ hội nào cả. Bàn tay to của hắn chụp tới, nếu đổi làm người khác, để diệt trừ một đại vu Nguyên Thần Bất Diệt, căn bản không cần đánh trúng, chỉ cần hơi thở áp bách liền có thể đem thân thể đối phương ép cho tan vỡ, nguyên thần tan rã, pháp tướng tan biến. Nhưng ánh mắt Diệp Phúc chấp động, không trực diện đối địch với bàn tay to lớn này, cấp tốc lùi về phía sau mà tạm lánh đi. Bàn tay to tốc độ cực nhanh bao phủ thiên địa, chấn áp kiểu sát, áp chế tu vi mọi người đều không thể đề khởi. Tuy nhiên, cái loại áp bách này đối với Diệp Phúc mà nói thì hoàn toàn là vô dụng. Hắn tu luyện Bản Vương Khai Thiên Kinh, tự thân tu vi sớm bỏ qua phạm chủ thiên địa, âm dương, thủy hỏa, phong sơn, lôi, kiểu sát, chân nguyên hóa thành khí huyền vàng, bắt đầu hướng hồng mông tử khí tiến tới, tiến hóa lên, không phải Hạ gia kiều đỉnh có khả năng chấn áp được. Nhân hoàng đỉnh cao nén giận một kích, ta còn xa xa không thể tiếp được. Đỉnh nhân hoàng nén giận một kích uy lực vượt xa thủ đoạn của đám nhân hoàng Đông Môn Thiên Phủ. Dưới ngọn kích này, nếu như Diệp Phúc đón đỡ, chắc chắn là chết không thể nghi ngờ, cả thân thể bất diệt gì đó đều có thể bị đánh thành bánh thịt. Tu vi và thực lực của hắn tuy đã tăng nhiều, nhưng đối mặt với Trung Châu Hạ gia thánh chủ thì vẫn còn chưa đủ sức. Nếu là thân thể Vũ Hoàng Hàn Trác không vỡ, hắn còn có lực chống lại, nhưng hiện tại Diệp Phúc chỉ có thể lùi về phía sau. Diệp Phúc đụng vào một đạo đỉnh văn lách cách vỡ nát, tốc độ của hắn bởi vậy cũng hơi chậm lại một chút. Bàn tay to của Hạ Thánh Chủ úp xuống, Diệp Phúc thét dài một tiếng. Phía sau thân đột nhiên hiện ra thân thể đế thích hoàng tộc, xa xa một quyền hướng bàn tay to kia ầm ầm đánh tới. Keng một tiếng, một quyền hắn đánh vào phía trên bàn tay to trắng như ngọc. Bàn tay to này ngay cả một chút run rẩy cũng không có, ngược lại còn đem kim thân của Diệp Phúc mà đập đến tấc tấc mà dạn nứt. Chênh lệch quá lớn, nếu không thi triển pháp tướng chân thân, căn bản không thể chống lại Hạ Gia Thánh Chủ được. Tiếng Diệp Phúc khuyết giáo không ngừng vang lên và không ngừng lùi về phía sau, đụng vào từng đạo đỉnh văn. Những đạo đỉnh văn này đều bị đụng vỡ, tốc độ càng thêm chậm, so ra kém tốc độ của bàn tay Hạ Gia Thánh Chủ đánh tới. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng. Diệp Phúc cầm lên, thân hình tăng vọt, hóa thành hình người khổng lồ vạn trượng, cái đầu gần như bằng với hai bên long mạch, 33 đầu, 66 cánh tay, 36 đôi mắt mở ra, giống như những chòm sao trên bầu trời. Mỗi một bộ mặt của hắn đều là thiên đế chi tướng, có chứa từng đợt hơi thở nhẹ nhẹ của hoàng đế. Diệp Phúc đồng thời thi triển Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, lập tức mọi ngõ ngách trong thung lũng hào quang rực rỡ, lửa cháy hừng hực, giống như trong nháy mắt dâng lên 66 vầng dương chói lòa, nắng cắt bên trong. Thiên giới đại lục phập phồng không ngừng, nhất tề hướng bàn tay to của Trung Châu Hạ Gia Thánh Chủ kia ầm ầm mà đánh tới. Ở bên trong khe sâu, ngọn lửa đậm đặc cháy sạch hư không, không ngừng sụp xuống. Bàn tay to của Hạ Gia Thánh Chủ giống như hằng cổ bất động, đón đỡ một kích tuyệt thế trước nay chưa hề có của Diệp Phúc. Oanh oanh oanh, một vòng mặt trời nắng gắt bùng nổ rồi vụt tắt. Bàn tay to bạch ngọc của Hạ Gia Thánh Chủ nghiền đè hết thảy, nghiền nát tất cả 66 đạo Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, rồi tạm dừng trong nháy mắt, lại tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, thân thể Diệp Phúc phát ra những tiếng pang pang vang lên như tiếng sóng, làn da vỡ ra, 66 cánh tay đều bị phản lực dội lại, lớn đến mức đều bị bẻ gãy, bay ngược ra và dựng đứng lên, đụng vỡ một đạo đỉnh văn, rứt cuộc cũng vùng thoát khỏi bàn tay to phong ấn, hướng vào chỗ sâu trong Thang Hoàng Lăng mà lao đi. Hạ Gia Thánh Chủ, người cũng ăn ta một kích đi. Thanh âm của Diệp Phúc truyền đến, lập tức một viên bóng nước cấp tốc xoay tròn hướng bàn tay to kia bay đi. Bàn tay to của Hạ Gia Thánh Chủ rất nhẹ nhàng tiếp tục truy kích, đã thấy viên bóng nước kia càng lúc càng lớn, ở giữa không trung đột nhiên hóa thành một quả cầu nước chu vi tới hơn 10 dặm, tràn ngập dày đặc hàn khí, che ở phía trên đường đi của bàn tay to. Bóng nước cầm mầm bùng nổ, Cửu Âm Thánh Thủy tràn ngập dừng ở phía trên bàn tay to của Hạ Gia Thánh Chủ, lập tức căn mòn bàn tay to này. Chỉ thấy ken két rung động, khói xanh tràn ngập. Đây là cái gì vậy? Pháp tướng chân thân có chút cùng loại với Nguyên Thủy Thánh Tông cấm pháp, so với Nguyên Thủy Thánh Tông cấm pháp uy lực càng mạnh. Thật không ngờ có thể tránh được kích này của trẫm. Bàn tay to này nhẹ nhàng rung lên, làm cho tất cả Cửu Âm Thánh Thủy đều bốc hơi, sau đó chậm rãi thu hồi. Một hồ Cửu Âm Thánh Thủy cứ như vậy bốc hơi sạch sẽ. Một lúc sau, có mấy lão quái vật Hạ Gia Tam Bất Triệt Cảnh ôm lấy một vị đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Người đàn ông trung niên kia đúng là nhân trung chi hoàng, là hoàng đế thống ngự Vu Hoàng, thân khoác đế bào, đầu đội vương miện, chuỗi ngọc châu buông xuống, đỉnh đầu dâng lên một chiếc lọng hoa, quanh thân có bạch hổ, chu tước, huyền vũ, thanh long vân vân các loại thú lành bay múa. Ánh mắt của hắn lộ ra màu khác thường, từ từ mở miệng nói: "Tiểu tử này đích xác đã ra hồn, rất là khó chơi. Tuy nhiên ở trong Thang Hoàng Lăng, hắn còn không có đường trốn đâu, chỉ có thể đền tội nhận lấy cái chết mà thôi. Minh Đường, Ứng Tông Đạo và Hoàng Tuyền Ma Tông có tới hay không?" "Khởi bẩm Thánh Chủ, Ứng Tông Đạo 3 năm trước đây rời khỏi Hoàng Tuyền Ma Tông, chẳng biết đã đi đâu, đến nay còn không có tin tức gì. Hoàng Tuyền Ma Tông đã không có Ứng Tông Đạo trấn thủ, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Triều Công Thiều quả quyết sẽ không rời khỏi Hoàng Tuyền Ma Tông, mạo hiểm đến chỗ này." Hạ Minh Đường trầm giọng nói: "Thực lực của Ứng Tông Đạo còn trên cả chấm, tuy nhiên hắn lại không có ở tràng. Vừa lúc này xử trí Diệp Thiếu Bảo, miễn sao sau này không biến thành một Ứng Tông Đạo thứ hai. Còn về phần Triều Công Thiều, chỉ là một lão già cổ hủ mà thôi, không đáng để lo nghĩ." Hạ Gia Thánh Chủ sát khí lạnh lạnh, hướng về chỗ sâu trong Thang Hoàng Lăng đi đến. Cơ hội lần này rất là khó gặp, so sánh với Diệp Thiếu Bảo, Thang Hoàng Lăng này, thân thể của Thang Hoàng và thông thiên chi lộ trong Thang Hoàng Lăng mới là chuyện quan trọng nhất kia. Mọi người vội vàng đuổi theo. Lần này trong Ân Khư chim đen mở miệng, tin tức rất nhanh chuyển khắp thiên hạ. Mặc dù là Vu Hoàng thế gia, từ xưa Trung Châu Hạ Gia này cũng không thể không động tâm. Năm đó Thang Hoàng tiêu diệt Hạ Gia, thành lập Đại Thương Hoàng Triều. Lần này đám người Hạ gia thánh chủ tiến đến. Ngoại trừ tính toán thu hoạch thang hoàng máu, khai thông thông thiên chi lộ, còn có ý vì Hạ gia lão tổ tông báo thù rửa hận, tính toán đem xương cốt của thang hoàng ra khỏi hoàng lăng, phơi thê hoang dã, chấn phục Hạ gia hùng phong. Sau khi mọi người đã đi qua thật lâu, những người bị bàn tay to của Hạ gia thánh chủ bức bay lên, dán vào trên vách đá mới khôi phục khí lực. Theo vách đá rơi xuống, những người này ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ. Bọn họ tuy rằng đều là đại phu, đều là cao thủ rất giỏi, thần thông quảng đại, nhưng vừa rồi xem Diệp Phúc và Hạ gia thánh chủ đối chọi trong nháy mắt, họ mới cảm giác được sâu sắc là chính mình vô lực như thế nào. Đây không phải là sức mạnh mà bọn họ có khả năng chống lại, mà là tồn tại của đất trời, là sức mạnh to lớn của thiên địa không thể nào kháng cự. Diệp Phúc, Diệp thiếu báo không ngờ có thể trốn thoát trên tay của Hạ gia thánh chủ, chả trách trưởng giáo nói người này đã ra hồn, không thể dễ dàng trêu chọc vào. Hắn mới lớn có bằng này, không ngờ có thể có tu vi bậc này rồi. Diệp thiếu bảo chỉ sợ cũng không chịu nổi, giờ phút này quá nữa đã bị trọng thương gần chết rồi, cho dù bất tử cũng không có khả năng trốn thoát Hạ gia thánh chủ đuổi giết đâu. Nói ngắn gọn, lão ma đầu này là chết chắc rồi. Cũng trong lúc đó, đỉnh nhân hoàng quả nhiên lợi hại, không phải ta có khả năng chống lại được. Ta thi triển Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân mới có thể tránh được người này công kích. Diệp Phúc bị bàn tay to Hạ gia thánh chủ đuổi giết, hắn chạy thẳng đến Thang Hoàng Lăng, cứ ở trong chỗ sâu mà đi, không ngừng ho ra máu. Sau một lúc lâu, hắn mới chữa trị thương thế, trong lòng hoảng sợ, hắn tính toán. Thánh chủ, không hổ là thánh chủ, so với Lã Dân Thu đại tướng quốc và Long Môn Thiên Phú đều phải lợi hại hơn gấp nhiều lần. Cho dù ta có thi triển ra bản vương chân thân, chỉ sợ cũng không thể tiếp được một kích của gã này. Vừa rồi đều không phải là hắn đối mặt chống đỡ Hạ gia thánh chủ một chiêu đó, mà là tránh đi thánh chủ Hạ gia một kích, chỉ là thoáng ngăn cản trong chớp mắt thôi, để cho mình có hy vọng trốn thoát. Mặc dù là như vậy, hắn cũng gần như bị bàn tay to của Hạ gia thánh chủ truyền đến lực phản chấn, chấn động đến hồn bay phách. Tuy nhiên, Diệp Phúc vẫn chưa xuất hết toàn lực, nếu hắn thi triển ra bản vương chân thân, sức chiến đấu còn có thể tăng lên mấy lần, nhưng mặc dù là bản vương chân thân cũng không thể trực diện chống lại một kích của Hạ gia thánh chủ này. Đây là chênh lệch quá lớn, nhân hoàng thánh chủ có thể trấn thủ thánh địa, làm sao có thể là hư danh được. Đây là Hạ gia thánh chủ vẫn chưa vận dụng nhân hoàng chi báo, nếu hắn vận dụng nhân hoàng chi báo, thực lực kia của hắn sẽ còn khủng bố đến mức nào đây. Diệp Phúc không khỏi dùng mình một cái, thầm nghĩ, nếu là hắn vận dụng cấm báo thì... Sắc mặt hắn đanh lại, đối với những người khác mà nói, Diệp Phúc hoàn toàn xứng đáng là một đại phú ông, quanh thân bảo vật nhiều vô cùng, bất diệt chi bảo, nhân hoàng chi bảo, thậm chí cấm bảo không hoàn chỉnh, cấm bảo bán thành phẩm, Diệp Phúc đều có thể xuất ra một hai kiện. Nhưng nếu là so sánh với các đại thánh địa, thánh chủ, hắn vẫn là quá nghèo. Người nào đứng đầu thánh địa lại không có một kiện cấm bảo, không có vài món nhân hoàng chi bảo đây. Cấm bảo phục tô, các loại lực lượng hủy thiên diệt địa này không có người có khả năng kháng cự. Nếu là thánh chủ vận dụng cấm bảo, uy lực khủng bố tuyệt đối, có thể đem đại lục bắn chìm, tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt cả một đám nhân hoàng. Thiên Yêu Cung yêu chủ mang đến Thiên Yêu Cung cấm bảo, Hiên Viên Gia mang đến chỉ Nam Sa, còn có các thánh địa Âm Dương Tông, Thái Cực Tông, rồi Nguyên Thủy Đạo Tông, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Đại Phạm Âm Lôi Tứ. Hơn phần nữa cũng mang đến cấm bảo. Hạ gia sợ rằng cũng không phải là ngoại lệ. Lần này Thang Hoàng Lăng chắc chắn sẽ bùng lên một cuộc long trời lở đất rồi đây. Hắn thúc giục Càn Khôn Đỉnh, đem lão già Hạ gia từ từ mà luyện hóa, toàn thân tinh khí đều đánh vào trong cơ thể Phượng Yên Nhu. Lão già kia ra sức dễ dụa, tiếc rằng một tòa đại lục đè ở trên người, khiến cho hắn không thể động đậy nhúc nhích. Hắn hét lớn, Diệp thiếu bảo, Hạ gia Trung Châu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta vẫn phải khiêm tốn một chút. Khiêm tốn một chút vậy, không cần phát sinh xung đột với các thánh chủ các đại thánh địa lại được rồi. Diệp Phúc mắt tiếc tai ngơ, thầm nghĩ trong lòng. Bên trong đỉnh, tiếng hô hét của lão già Hạ gia long trời lở đất, kêu lên, ta có thành quý cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khiêm tốn à, Diệp Phúc lẩm bẩm nói. Lão già Hạ gia này tốt xấu gì cũng là lão quái vật thân thể bất diệt, tu vi vô cùng thâm hậu, tuy rằng so ra kém với Diệp Phúc nhưng thực lực cũng không phải là nhỏ, luyện hóa hắn vẫn khiến Diệp Phúc mất đi một phen khí lực. Số tinh khí khổng lồ này tất cả đánh vào trong cơ thể Phượng Yên Nhu, tu vi của nàng lập tức liên tiếp bành trướng. Chỉ nghe một tiếng nổ răng rắc, một đạo tinh khí phóng lên cao, mênh mông rung động, giống như mặt biển nổi sóng. Tiếp theo những tòa thiên giới chậm rãi sinh thành bên trong tinh khí của nàng. Tam thập tam thiên giới do biến hóa mà ra, làm cho người ta ngưng mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy thiên giới dường như gần ngay trước mắt nhưng lại có vẻ xa xôi vô cùng. Bên trong thiên giới, tiếng chuông từng trận du dương, những tòa thiên đình thiên cung cứ đúng thời cơ mà sinh. Phượng Yên Nhu càng thêm hăng hái, cô động ra 33 pho tượng pháp tướng chân thân. Pháp tướng chân thân này và pháp tướng chân thân của Diệp Phúc không giống với nhau. Pháp tướng chân thân của Diệp Phúc chính là thiên đế, đều là nam tử, mà pháp tướng chân thân của nàng lại là 33 vị nữ thiên đế, đế quan phượng bào, gấm vóc hoa phục, phượng vũ áo gấm, sao hoa lộng lẫy. Mỗi một tôn nữ thiên đế phục sức, khí chất đều không giống với nhau. Có người thẹn thùng giống như trinh nữ, có người nóng bỏng, lạnh như băng, thướt tha, lại có chút uy nghiêm rồi lại bình thản. 33 tôn nữ thiên đế đều có các thần thái, đều có các khí chất, đều có các phục sức, đều trấn thủ tam thập tam thiên. Phượng Yên Nhu vươn người đứng lên, bước ra khỏi Càn Khôn đỉnh, đầy sức sống đứng trước mặt Diệp Phúc. Lần đầu tiên nhìn thấy người khác tu luyện ra Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân, không ngừng tán thưởng cười nói: "Muội tử, ta tu luyện đến pháp tướng kỳ, nhiều lần trải qua, ngàn lần sinh, muôn lần chết, lúc này khó khăn lắm mới thành tựu, muội lại chỉ có một lát công phu lên thành tựu đầu sỏ tam tướng cảnh rồi." "Sư huynh, muội vừa mới tu thành pháp tướng, còn không biết diệu dụng của pháp tướng này, có thể hay không?" Phượng Yên Nhu ngẩng đầu, lướt nhìn hắn một cái nói nhỏ: "Pháp tướng của huynh có thể cho tiểu muội nghiền ngẫm một chút được không?" "À, chuyện nào có đáng gì đâu." Diệp Phúc tâm niệm vi động, tinh khí trên đỉnh đầu như cột trụ hóa thành tam thập tam thiên giới, so với Phượng Yên Nhu còn sâu thẳm bao la hùng vĩ gấp trăm lần. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân chấn thủ các đại thiên cung. Tinh khí hai người giằng co, chỉ thấy bên trong tinh khí Phượng Yên Nhu một pho tượng tôn nữ thiên đế đi ra, tiến vào tam thập tam thiên giới của Diệp Phúc. Có thiên đế chân thân của Diệp Phúc đứng dậy đón chào, dẫn dắt các nàng xem cảnh trí tam thập tam thiên giới, giảng giải chính mình vận dụng thiên địa pháp tướng đã đạt được. Tu vi của Diệp Phúc thâm hậu vượt xa so với Phượng Yên Nhu, lại là nghịch đẩy thiên địa pháp tướng, gần như tương đương với tam tương cảnh, tam đại cảnh giới hết thảy tu luyện một lần, thể ngộ sâu, cảm ngộ sâu, không người có thể bì kịp. Tuy rằng hắn chưa tu luyện thành thiên tướng địa tướng, nhưng hôm nay trong lòng đã hiểu rõ về thiên địa nhị tướng, giảng giải lên thành đạo lý rõ ràng. Trong tinh khí của họ, rất nhiều thiên đế pháp tướng tiên du, chân thân của Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu cũng dắt tay nhau tiếp tục tiến về phía trước. Thiên cung của bệ hạ đích xác so với của người ta to lớn hơn rất nhiều, cảm tình bệ hạ rời bước đi thăm thiên cung của tiểu muội một chút nào. Lá gan của Phượng Yên Nhu không lớn, nhưng lá gan chân thân pháp tướng của nàng so với nàng lại lớn hơn rất nhiều. Trong đó nữ thiên đế tam thập tam thiên giới Ngọc Thanh Thanh Vi Thiên hướng Diệp Phúc Ngọc Hoàng chân thân cười nói, mời hắn xem xét Thanh Vi Thiên Ngọc hư cung của mình. Diệp Phúc nao nao lướt về thiếu nữ bên cạnh, chỉ thấy Phượng Yên Nhu chính là đang chuyên tâm phá cấm, dường như không có chú ý tới những điều này. Trên bầu trời Thanh Vi, bên trong tẩm cung nữ thiên đế, nhạc tiên từng trận dịu dàng du dương. Nữ thiên đế để cho Ngọc Hoàng gục ở giường, Ngọc Hoàng âm thầm kêu khổ nói rằng: "Yên Nhu, dừng tay, ta là anh rể ngươi." "Nhị tỷ không ở đây, ngươi sợ cái gì chứ? Hơn nữa các người không phải còn chưa có thành thân hay sao?" Vị nữ thiên đế kia ha hả cười nói, nóng bỏng vô cùng, và Phượng Yên Nhu thì thiện thùng nhu nhược, tập trung tư tưởng chôn dưới đáy lòng của thiếu nữ, tính cách hoàn toàn tương phản. Nàng và Phượng Yên Nhu tuy rằng là một người, tướng mạo thì hoàn toàn như nhau, nhưng nàng thì nóng bỏng vô cùng, thân thể mềm mại như rắn quấn quanh ở trên người Ngọc Hoàng, đem hắn đến giường lớn phủ đầy hoa gấm. "Bệ hạ, tiểu muội hầu hạ người đi ngủ." Nàng cười nói. Bên trong thiên cung, kiều diễm là lướt, pháp tướng hai người cùng lõa thể giằng co, tình thật nồng khi có tiếng rên rỉ, tiếng âm nga xuyên thấu qua trùng trùng những lớp sợi màn trứng truyền đến, đầy nhịp điệu, âm thanh rung động lòng người. Vậy mà Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu lại dường như hồn nhiên không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Phúc vụng trộm liếc mắt một cái nhìn thiếu nữ, chỉ thấy cô gái khuôn mặt trắng nõn đã lộ ra sắc đỏ bừng, giống như thoa son, cánh mũi phập phồng, hơi thở nặng nề đứt quãng, hẳn là không phải hoàn toàn không để ý. "Cứ thuận theo tự nhiên đi, thuận theo tự nhiên đi, thuận theo tự nhiên." Diệp Phúc thầm nghĩ lẩm bẩm. Hắn là một người đã có vợ, cưới Kiều Kiều làm vợ, nội tâm bên trong tuy rằng cực kỳ yêu thích Phượng Yên Nhu, thế nhưng lại giống như tình huống người khác nạp thiếp tuyển phi, hắn chưa bao giờ suy xét đến. Loại chuyện tình cảm này, hắn cũng không mấy miễn cưỡng, nhưng cũng sẽ không phủ phiếm, ngẫu nhiên đùa dẫn người khác và luôn bứt ra, tỉ như Cung Ngọc Nương, tỉ như Tần Khả Khanh, hắn chỉ có điều trên miệng chiếm chút tiện nghi, nhưng không áp dụng thực chất mà hành động. Mà hiện giờ đối mặt với người con gái đã làm cho hắn rung động, đã có chút không cầm giữ được. Nếu như Phượng Yên Nhu không có nói ra, hắn cũng sẽ tính không nói ra. "Sư huynh, huynh có nhớ khi huynh đi Thiên Yêu Cung thăm muội, còn mang một ít lễ vật biếu cha muội? Lão nhân gia nói chuyện hay lắm, nhưng thấy huynh mang lễ vật đến, nhất định cực kỳ vui vẻ. Diệp Phúc nhớ tới lúc trước rời khỏi Ân Khư, khi Phượng Yên Nhu nói có chút ý loạn tình mê, thở dài thật dài. Ở trên không, nơi đám núi phía xa đột nhiên long khí rung động kịch liệt, đại địa chấn động liên tiếp. Một lúc lâu sau, tiếng nổ truyền đến, chấn động dần dần bình ổn. Đây chính là cha muội phá Thang Hoàng Lăng, nhập khẩu cấm chế. Phượng Yên Nhu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đám núi trời đất mênh mông, long khí như mây bao phủ khắp dãy núi, không thấy rõ đường ở phía trước, trong lòng không khỏi lo lắng mà nói: "Không biết cha muội người thứ nhất thâm nhập vào Thang Hoàng Lăng có gặp nguy hiểm gì hay không đấy?" Lúc này hai người chân bước nhanh hơn, hướng Thang Hoàng Lăng tiến tới. Phượng Yên Nhu đã tu thành pháp tướng chân thân, sở hữu 33 pho pháp tướng, tu vi thâm hậu, so với vũ sĩ pháp tướng kỳ bình thường mạnh gấp mấy chục lần, phất tay phá cấm thoải mái vô cùng. Không quá lâu, Diệp Phúc và nàng đã đi vào long mạch cuối cùng. Chỉ thấy những dãy núi trùng trùng đến nơi đây đều răm rắp cúi đầu, giống như những con rồng lớn cúi đầu trước một nấm mồ thật lớn bên trong. Thang Hoàng Lăng thật lớn, không tận mắt nhìn thấy rất khó tưởng tượng, tất cả đều là một màu trắng bạc, giống như một nửa vùi lấp ở bên trong đại địa cầu, đứng vững ở giữa vùng núi. Cái thân thể thật lớn này bên trong, thậm chí Diệp Phúc cảm giác được những dòng cổ tinh lực từ trong nấm mồ truyền đến, trong lòng không khỏi cả kinh. Nấm mồ này không phải di dựng từ núi lớn, mà là lõi của một ngôi sao. Thang Hoàng tháo xuống một ngôi sao, lấy phần lõi của ngôi sao đấy tạo thành phần mộ cho chính mình. Trong lòng hắn khiếp sợ vô cùng. Thánh Hoàng thượng cổ, truy nhật trục nguyệt, thủ trích tinh thần, quả thực là thần thoại, là truyền thuyết, không gì không làm được. Tòa đại mộ Thánh Hoàng thượng cổ này đã bị người ta cưỡng ép mở ra một lối đi thật dài, nối thẳng với chỗ sâu bên trong Hoàng Lăng. Yêu chủ Hiên Viên Trưởng Phong và Thánh Hoàng cùng với các đại thánh địa, đại vô tam bất triệt cảnh giờ phút này đều đã tiến vào lõi của viên ngôi sao này. Này đã là một phần mộ lớn để tìm kiếm di thể của Thang Hoàng. Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu liếc nhau, hai người dắt tay nhau đi vào tòa của mộ thượng cổ Hoàng Lăng, giống như đi vào một cung điện thật lớn ở dưới lòng đất vậy. Thông đạo sâu thẳm, đồng trụ san sát, trên vách tường treo đèn trường minh đăng, muôn đời bất diệt. Tòa đại điện này đèn vách tường huy hoàng, sao hoa kinh người, mặt đất bóng nhẵn sáng như gương, đi ở trên mặt không hề phát ra một tiếng vang nào. Đi đến cuối đại điện, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một không gian kỳ lạ. Diệp Phúc không khỏi kinh ngạc, ở trước mắt hắn là một khung cảnh non xanh nước biếc, một vùng xanh cây cỏ, giống như đi vào bên trong một khu rừng rậm nguyên thủy, hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Cảnh tượng âm u lạnh lẽo dày đặc âm khí trong cổ mộ một chút nào. Trong Thang Hoàng Lăng căn bản không phải là một cung điện từ xa xưa, cũng không phải là một mộ huyệt sâu thẳm. Thời đại Thang Hoàng kia, người giỏi tay nghề cao đào rỗng một viên sao. Tại đây bên trong ngôi sao này tạo ra một không gian thế giới độc lập, có cỏ cây hoa lá, có sông to suối lớn, có cung điện nguy nga, khung cảnh hùng vĩ bao la, tráng lệ tuyệt vời, khiến những người nhìn thấy như được mở rộng tầm mắt. Thủ đoạn của Thánh Hoàng thượng cổ quả nhiên không phải là nhỏ, Diệp Phúc lẩm bẩm nói. Tại vùng không gian trung tâm độc lập này sừng sững một tòa hùng sơn trùng điệp, đơn độc từ trong đám núi xanh biếc vươn ra. Đây là những núi lớn bị người chặn ngang bẻ gãy, trên những đoạn gãy xây dựng cung điện nguy nga tầng tầng lớp lớp. Liếc mắt nhìn lại, người ta liền phát sinh cảm giác tư lự u sầu. 99 đường long mạch sản xuất long khí hồi tụ lại tại đây, long khí ở đó đều nhốn nháo hướng vào tòa Thánh Sơn mà đi, chui vào bên trong những tòa đại điện ở trung tâm. Đó là nơi Thang Hoàng, vị tượng cổ Thánh Hoàng này chôn thân, là nơi mai táng. Bên trong phiến không gian này tràn ngập hơi thở thô ráp. Hơi thở này không giống với hơi thở của Vũ Hoàng. Hơi thở Vũ Hoàng hống hách mạnh mẽ, làm cho người ta thấy cảm giác áp bách vô cùng, làm cho người ta thần phục, chấn áp mọi người, khiến mọi người ở trước mặt Vũ Hoàng đều không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Mà loại hơi thở này sâu như biển, uy áp mạnh nhưng không hống hách, ngược lại làm cho người ta thấy thân cận hiền hòa, phảng phất như cảm giác đối mặt với một vị trưởng giả. Thánh Hoàng siêu phàm nhập thánh, thoát khỏi hống hách mà thông minh thần thông, không phải là nhỏ, không giống với bình thường. Diệp Phúc cảm nhận được điều này qua hơi thở, tự đáy lòng tán thưởng nói: Người của Hiên Viên gia đang ở phía trước, còn có Thái Thượng Đạo Tông và cao thủ của các thánh địa khác nữa cũng đang ở phía trước kia. Phượng Yên Nhu chỉ về phía trước, cách đó không xa. Diệp Phúc nhìn tới chỉ thấy Hiên Viên Trưởng Phong và Thái Thượng Đạo Tông cùng nhiều cao thủ đang ở đoạn đường quanh co khúc khỉu phía trước, hướng tòa Thánh Sơn mà đi. Cự ly cách bọn họ chỉ có 4-5 dặm, không giống với yêu chủ tinh thông cấm chế, tốc độ nhanh nhất một đường phá cấm nhằm hướng Thánh Sơn, mà bọn họ thì cứ từng bước một hướng Thánh Sơn đi đến, cố gắng đạt tới ổn thỏa. Đột nhiên, một hơi thở vô cùng hùng mạnh mẽ từ phía sau thổi đến. Diệp Phúc trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người ở Hạ gia được Hạ gia thánh chủ dẫn dắt, rốt cục đã đuổi tới bên trong Thang Hoàng Lăng này. Chúng ta đi. Diệp Phúc vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phượng Yên Nhu, đi nhanh xuống phía dưới. Phượng Yên Nhu tâm niệm vi động, 33 tôn nữ thiên đế pháp tướng đi ra, hai tay liên tục rung động, không ngừng bày ra cấm chế. Nàng cười nói: "Tuy rằng không thể ngăn cản Hạ gia thánh chủ, nhưng cũng có thể tạo chút chứng ngại vật cho bọn họ." Tu vi của nàng so với trước đây thâm hậu gấp trăm lần, không ngừng bày ra cấm chế, uy lực càng ngày càng mạnh hơn, nhất là ở loại địa phương như Thang Hoàng Lăng này, long khí dư thừa, hơn nữa bên trong Hoàng Lăng đã có cấm chế, nàng thậm chí câu động những đạo long khí từ trên không trung xuống, dung nhập đến bên trong cấm chế và liên kết với cấm chế bên trong Hoàng Lăng, vướng vào một cấm chế sẽ rút dây động rừng. Ầm vang một tiếng, Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Hạ gia thánh chủ chạm vào một chỗ cấm chế, hàng trăm cấm chế đột nhiên bùng nổ, bao phủ toàn bộ các cao thủ Hạ gia. Mấy trăm đạo cấm chế tản mắt ra rung động, không ngờ có thể so với mấy trăm đại vu tam bất diệt cảnh hợp lực đánh ra một kích. Diệp Phúc nhìn người thiếu nữ đứng bên cạnh, không khỏi khâm phục vạn phần. Tuy rằng tu vi của Phượng Yên Nhu vẫn kém hơn Diệp Phúc nhiều, nhưng thực lực của nàng lại không kém chút nào, nhất là ở loại địa phương như Thang Hoàng Lăng này, thực lực của nàng lại càng tăng vọt. Nàng tinh thông cấm chế, đem cấm chế của chính mình bày ra và cấm chế Thang Hoàng Lăng liên kết lại, nếu như động vào một thì sẽ động vào tất cả. Đám người Hạ gia thánh chủ động vào cấm chế do nàng bày ra sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, mấy trăm cấm chế trong Thang Hoàng Lăng đều bị câu động, nhất tề hướng về cao thủ Hạ gia mà đánh. Trời đất đảo lộn, sấm chớp ầm ầm, nước lửa cuồn cuộn, cây cối, gỗ đá đều xuất hiện, long trời lở đất. Thậm chí Diệp Phúc nhìn thấy những dãy núi trở mình đứng lên, hướng đám người Hạ gia úp xuống, chấn động đến chảy sụp đất nứt. Cảnh tượng này giống như tận thế, ở vào trung tâm cấm chế bọn người Hạ gia cảm thấy như thiên địa đại hủy diệt. Khắp nơi đều là đất, nước, gió, lửa chen chúc nhau, cuồn cuộn loạn xạ, gần như sắp đem bọn họ xé nát vậy. Loại thủ đoạn này, Diệp Phúc tự nhủ thầm rằng, nếu đổi lại làm chính mình, nếu bị cấm chế công kích như vậy, chỉ sợ rằng không chết thì cũng bị trọng thương. Kiều đỉnh chấn áp. Trong hỗn loạn, chỉ thấy 9 chiếc đại đỉnh bay ra, 9 đỉnh liên kết, đỉnh trụ thiên địa âm dương, phong sơn hỏa lôi, mạnh mẽ ép những cấm chế này xuống, tới mức bình ổn, đến một ngọn khói nhỏ cũng không thể bay lên được. Giờ phút này, ở vị trí mọi người Hạ gia đang đứng đã biến thành một đống hoang tàn. Núi lớn vỡ ra, đất lớn vỡ ra, trên không trung chỉ còn có sấm gió mơ hồ lay động. Mọi người Hạ gia chật vật đến không chịu nổi, mặt xám mày cho từ trong đống hoang tàn đi ra, hung tợn nhìn về hướng Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu. Tiểu yêu nữ độc ác. Có người không kiềm nổi mà chỉ ầm lên. Hạ gia thánh chủ giơ tay lên ngăn cản người nọ lại, ra ý thưởng thức, mỉm cười nói: Yêu chủ có con gái thông tuệ như vậy, thật là làm cho ta ghen tị mà. Đông Dương con ta còn khuyết thiếu một mối lương duyên tương xứng, này đã gặp yêu chủ, đề nghị thu xếp cho việc hôn nhân này. Ở từ xa, Diệp Phúc nhìn thấy Hạ gia thánh chủ dễ dàng phá cấm, không khỏi thở dài. Nhân hoàng dù sao vẫn là nhân hoàng, lấy cấm chế bên ngoài Thang Hoàng Lăng căn bản không thể đối phó với cao thủ bậc này được. Đột nhiên phía trước truyền đến những chấn động kịch liệt khác thường, một tiếng giống gầm vang lên. Diệp Phúc vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái vòi rồng lớn đến mức không gì so sánh được, hung hăng tắp xuống phía dưới. Chấn động kịch liệt này có thể so với một kích toàn lực của nhân hoàng. Đây là long khí đã hóa thành rồng lớn, long khí nồng đậm như thế đã hóa ra hình thể. Hình thể này sinh động, có vây, có vuốt, giống như một con vật thật sự tồn tại bình thường. Ở vào phía miệng con rồng này là đoàn người của Hiên Viên gia. Hiên Viên Trưởng Phong cũng không có động đậy, mà có lão quái vật khác của Hiên Viên cùng Hiên Viên Vô Khuyết đồng loạt ra tay, cùng nhau kháng cự với con rồng lớn này. Chỉ thấy Hiên Viên gia đỉnh cường nhân tam bất diệt cảnh, có người lấy vu pháp hóa thành ứng long, có người ngưng tụ ra hiên viên kiếm, còn có chỉ nam sa và các loại vu pháp, vu bảo, nhất tề hướng vào con rồng lớn từ long khí hóa thành mà đánh tới. Điều khiến cho Diệp Phúc phải chú ý nhất lại là Hiên Viên Vô Khuyết, vì này có vẻ công tử tế khởi một lá cờ lớn. Lá cờ lớn rung rung tản mắt ra uy lực nhân hoàng. Bên trong lá cờ, binh chủ si thích đầu rồng xương sắt, 4 mắt 6 tay, thân người đầu trâu từ trong bước ra, cứng rắn đối đầu với rồng lớn. Những người này thực lực đã mạnh, lại thêm ở cùng một chỗ nên miễn cưỡng có thể chống lại con rồng lớn từ long khí hóa thành. Diệp Phúc ngưng mắt nhìn một lát, liền biết thực lực và tu vi của Hiên Viên Vô Khuyết hiện giờ như thế nào. Tốc độ tu luyện của Hiên Viên Vô Khuyết cực nhanh, hiện giờ đã tu thành Tam Tương Cảnh và đang tiến vào Địa Tương Kỳ, hẳn là cũng có gặp được vận may đã được đến đầy đủ 18 mặt Binh Chủ Kỳ. Mỗi một mặt của Binh Chủ Kỳ đều là nhân hoàng chi bảo, hợp cùng một chỗ thì đó là cấm bảo. Trước đây đã bị người chủ trước của Hiên Viên Gia mang đi, tiến vào một nơi nguy hiểm, kết quả là bị chết ở đấy. Binh Chủ Kỳ cũng từ đó mà mất đi. Hiên Viên Vô Khuyết có thể tìm được chiếc Binh Chủ Kỳ này, hắn thật là đã gặp mật vận may. Ngay cả Hiên Viên Quang cũng nói Hiên Viên Vô Khuyết không thiếu cái gì. Hơn một nửa là từ trong lần gặp vận may đó khiến cho tu vi của hắn tiến rất nhanh. Tuy nhiên trước mắt tu vi của hắn còn không thể phát huy được toàn bộ uy lực của Binh Chủ Kỳ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra được thực lực của Tam Bất Triệt Cảnh, Thiên Địa Pháp Tướng Bất Diệt. Nếu là hắn có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực Binh Chủ Kỳ, như vậy có thể chứng minh rằng tu vi của hắn có thể so với nhân hoàng. Nếu là tế khởi 18 mặt Binh Chủ Kỳ phát huy ra uy năng cấm bảo, vậy tu vi của hắn là ngang với thánh chủ. Hiện giờ Hiên Viên Vô Khuyết hiển nhiên vẫn còn xa chưa mới đạt được tới bước này. Dù vậy tu vi và thực lực của hắn cũng có thể nói là rất khủng bố. Trong những người cùng thế hệ, rất ít có người có thể cùng hắn tranh phong. Diệp Phúc cẩn thận tính toán một chút, trong những người trẻ tuổi cùng thời có thể cùng Hiên Viên Vô Khuyết giao phong, hầu nhân vực sâu không lường được, có thể tính là một. Về phần Đông Hoàng Mục tu vi đã đạt tới, nhưng vu bảo không đủ. Nếu là hắn từ bên trong thiên khư đi ra, đạt được đại gặp gỡ, cũng có thể đứng trong hàng ngũ đó. Còn có Hạ Đông Dương khi trước đã tiến vào Vũ Hoàng Cổ Mộ, nếu là hắn có thể đoạt được kỳ diệu bảo vật bên trong Vũ Hoàng Cổ Mộ, thực lực và tu vi tất nhiên cũng sẽ tăng cao, hẳn là cũng có thể xưng hùng đương thời, trở thành đầu sỏ. Những người này có được đại khí vận không thể khinh thường. Đương nhiên Diệp Phúc cũng là một trong số đó, hơn nữa còn là một vị hùng mạnh. Ngay cả Đông Môn Thiên Phủ bậc nhân hoàng này cũng phải chết ở trong tay của hắn. Bất diệt chi bảo đều không thể khiến hắn bị thương. Thực lực của hắn còn muốn vượt qua Hiên Viên Vô Khuyết một chút. Mọi người trong cộng đồng Hiên Viên Gia chống cự với con rồng lớn này cực kỳ gian nan, tốc độ càng ngày càng chậm. Hiên Viên Trưởng Phong rốt cục không kiên nhẫn được, trên đỉnh đầu một bàn tay to giơ lên đánh tan con rồng lớn này, đánh cho con rồng lớn liên tiếp nổ tung. Nhưng cũng vào lúc này, chỉ thấy trong hư không lại có một con rồng lớn khác hung ác dữ tợn, nanh vút chắn hoắt, tiếp tục hướng bọn họ xông tới. Hiên Viên Trưởng Phong hừ lạnh một tiếng, một lần nữa lại tiếp tục đánh mạnh vào con rồng lớn này. Nhưng điều khiến hắn không dự đoán được chính là hư không lại lay động, lại xuất hiện một con rồng lớn xông tới. Mỗi một con rồng lớn này thực lực có thể so với nhân hoàng, tuy rằng không phải đỉnh nhân hoàng đối thủ, thế nhưng sát khí vô cùng. Vì thánh chủ Hiên Viên Trưởng Phong này giết được một con rồng lớn, liền có một con rồng lớn khác dương nanh múa vuốt đánh tới, thì không khỏi chau mày. Oanh một tiếng, trong hư không đột nhiên hai con rồng lớn xông đến, hai con rồng lớn bao phủ và công kích Hiên Viên Gia cùng nhiều cao thủ. Hiên Viên Trưởng Phong không khỏi trầm lòng xuống. Nguy rồi, đã đến trung tâm cấm chế Thang Hoàng Lăng rồi. Cùng lúc đó, thánh chủ các thánh địa Thái Cực Tông, Âm Dương Tông, Thái Thượng Đạo Tông cũng lọt vào vòng công kích của con rồng lớn do long khí biến thành. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong không trung những vòi rồng cực lớn vươn xuống, chảy rộng không trung, sát phạt bùng lên. Sư huynh, đây là hư không đại cấm, đem cấm chế bố trí ở trong hư không, vô hình vô bóng, không thể hóa giải, rất mà khó mà phòng bị. Hư không đại cấm nơi này hẳn là bố trí ở bên trong long khí long mạch. Phượng Yên Nhu dịu dàng, con ngươi liên tục chấp động, hướng vào trong hư không đánh giá, chỉ thấy 99 đường long khí ngang trời cao rót vào thánh điện ở phía trên thánh sơn. Con rồng lớn này đúng là từ bên trong một đường long khí vươn ra, hướng mọi người ở Hiên Viên Gia xông tới. Nàng khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú thấp giọng nói: "Hư không đại cấm có tới 99 đường cấm, Hiên Viên Gia đụng vào một con đường cấm thứ nhất, tương đương với lực công kích của một vị nhân hoàng. Nếu đi về phía trước sẽ đụng vào đường cấm thứ hai, đường cấm thứ ba, đợi cho hết 99 đường cấm, tương đương với lực công kích của 99 vị nhân hoàng. 99 con rồng lớn công phạt, đến lúc đó Vu Hoàng cũng muốn chạy trốn chết kìa." Diệp Phúc trong lòng không khỏi hoảng sợ, 99 vị nhân hoàng cùng nhau công tới, uy thế loại này hẳn là long trời lở đất. Phượng Yên Nhu nói Vu Hoàng cũng muốn chạy trốn chết cũng không khoa trương. "Phượng đại thông sư, có cách nào phá cấm không?" Diệp Phúc cười nói. Phượng Yên Nhu lườm hắn một cái quyến rũ động lòng người, nàng ta cười lên tiếng. "Hư không đại cấm không thể phá được, cấm pháp loại này chảy rộng xung quanh thánh sơn, thủ hộ hoàng lăng kín không kẽ hở, bất cứ kẻ nào tiến vào trong đó đều đã lọt vào cấm chế công kích rồi. Tuy nhiên cha muội lại từng dùng Hà Đồ và Hy Hoàng Bát Quái suy diễn đến lỗ hổng của hư không đại cấm, lúc ấy muội cũng ở một bên đã ghi nhớ một ít rồi." Nàng mang khuôn mặt u sầu, không có 10 phần nắm chắc, thấp thỏm nói: "Nếu là cha muội với bản lĩnh ấy tất nhiên là có thể bình an vượt qua 99 đạo hư không đại cấm, Tuy nhiên bản lĩnh của muội không bằng cha, chỉ sợ... Diệp Phúc quay đầu lại, liếc liếc một cái, chỉ thấy bọn người Hạ Gia đã lại gần. Hạ Gia Thánh Chủ cùng đám người hiển nhiên cũng nhận thấy được trong hư không uy lực cấm chế rất kinh người, vượt xa cấm chế ở bên ngoài. Lo sợ bị chạm vào cấm chế, bởi vậy cũng không có trực tiếp đuổi giết lại đây. Tuy nhiên căn cứ theo tốc độ của Hạ Gia Thánh Chủ và đám người, sớm hay muộn cũng sẽ kịp đuổi kịp hắn. Muội muội không cần lo lắng đâu, chỉ cần đuổi kịp yêu chủ, có hắn ở bên chúng ta tất nhiên sẽ không có trở ngại gì cả. Diệp Phúc cười nói. Phượng Yên Nhu miễn cưỡng gật đầu, hé miệng cười nói. Cha của muội bản lĩnh gấp trăm lần muội, ông ấy học cứu thiên nhân, 99 đạo hư không đại cấm này khẳng định không làm khó được ông ấy đâu. Nàng đi ra phía trước, đến trước thung lũng thì dừng chân lại, ngẩng đầu đánh giá không trung, lẩm bẩm trong miệng, bấm đốt ngón tay suy tính không ngừng. Diệp Phúc cũng ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy bên trong không trung những đạo trận văn như ẩn như hiện, ở trong long khí ngừng ngửa sấp sấp phập phồng, giống như độc long đại mãng chấn động không ngừng. Thuật nghiệp có chuyên công, hắn hiểu biết về cấm chế không nhiều lắm, căn bản không thể nhìn ra cấm chế phức tạp như vậy. Sau một lúc lâu, Phượng Yên Nhu rốt cuộc cũng tính toán xong, lau sạch mồ hôi trên trán, dịu dàng mà nói. Sư huynh, huynh theo muội đi, ngàn vạn lần không được đi nhầm một bước, nếu không sẽ chạm vào cấm chế. Diệp Phúc không thể không sốc lại tinh thần, nhắm mắt đi theo phía sau Phượng Yên Nhu. Chỉ nghe cái miệng nhỏ nhắn của cô đóng mở, trong miệng lẩm bẩm những từ ngữ linh tinh cổ quá như quy muội, lôi trạch, đại kiền. Diệp Phúc giống như đang nghe thiên thư, một chữ cũng không nghe hiểu. Bọn họ đã đi 2-3 dặm đường, cuối cùng đi ra đạo thứ nhất hư không đại cấm. Diệp Phúc chân lưng mồ hôi gần như ướt đẫm. Nhân hoàng thật sự đã đánh cho hắn hình thần câu diệt. Một đạo hư không đại cấm tương đương với lực công kích của một nhân hoàng. Hắn có một loại cảm giác giống như đang nhảy múa trên một rừng gươm nhọn. Nếu chỉ có một chút sơ ý thì khả năng xương thịt cũng sẽ không còn. Phượng Yên Nhu đứng ở trước đạo hư không đại cấm thứ hai. Nếu tính toán theo công thức suy diễn thời gian sẽ càng lâu. Nàng lên thi triển vô pháp, phía trước xuất hiện một đạo Hy Hoàng Bát Quái không ngừng tính toán. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lại là một con đường có khả năng bình an. Ở trước đạo cấm chế thứ ba, Phượng Yên Nhu đã bắt đầu vận dụng Hà Đồ, lấy Hà Đồ và Hy Hoàng Bát Quái cùng nhau tính toán tìm con đường bên trong hư không đại cấm này. Tới cảnh cấm chế thứ 4, tinh lực của nàng không đủ, bắt đầu vận dụng một khối pháp tướng chân thân hiệp trợ tính toán với mình. Bọn họ một đường xông qua 28 đạo cấm chế, 33 tôn nữ thiên đế pháp tướng, Phượng Yên Nhu đã vận dụng hết hơn một nửa, cũng hao phí nhiều thời gian. Diệp Phúc đi ở phía sau của nàng, nghĩ đến nếu như Phượng Yên Nhu tính ra một bước, sẽ có thể 28 vị nhân hoàng cùng nhau công tới, không khỏi có một cảm giác kinh hoàng. Nếu là đi nhầm một bước, liền chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Diệp Phúc trong lòng lo sợ bất an không thôi. Rồi, kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 137 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Cũng như các bạn đã biết thì 2 ngày vừa giờ mình cũng đi có việc bận, thì mình vừa về nhà thôi. Thì hôm nay là rất là mệt, vừa về nhà cái là đọc truyện luôn cho các bạn kịp giờ phát sóng, nhưng mà không kịp được thì vẫn hơi muộn, mong các bạn thông cảm. Và cũng là tập duy nhất của tối ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại bình thường. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.